Minh ở Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh ở Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mệnh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tứ Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành nên mệnh Thạch Liễu Mộc, ngày Canh Thân tức Can Chi tương đồng thuộc Kim, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thạch Liễu Mộc, kỵ tuổi Giáp Dần, Mậu Dần, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành Thủy cục, xung với Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ và Tuyệt Mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Lộc Hổ tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Sát Cấu Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoàng Vu xấu mọi việc, sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Sao Sát Chủ xấu mọi việc, sao Tội Chỉ xấu về tế tự. Và đặc biệt á, ngày 1 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 14 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiện nửa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023 chi tiết chính xác cụ thể nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý lâm thương quan ngáng trở nên công việc không mỉm cười với con giáp này. Thời gian tới con giáp này cẩn thận mất chức, thôi học, nghỉ việc đột xuất hoặc bị điều đi công tác. Vận trình công việc biến đổi không ngừng khiến bạn xoay như trong chóng, kiệt sức, nhanh nhẹn đến mấy cũng thấy vất vả. Đường tình cảm của bản mệnh được tam hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà, không lươn lẹo, xảo quyệt nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn. Đường tài lộc của người tuổi Tý nhờ kim dưỡng thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Những người có ý định mở cửa hàng, khai trương, làm thêm bên ngoài thì nên tận dụng ngày này để tiến hành, đặc biệt là tuổi Giáp Tý. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tinh thần mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, buồn bã không giải quyết được việc gì cả. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, càng hay nói thì càng khó thành công. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên bỏ những thói quen xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, học cách nói năng chậm lại một chút. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá,
đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 25, số 77, số 16. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xám, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Kiếp tài giáng họa ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Bạn bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc chẳng thu lại được là bao, thậm chí còn phải bỏ ra cả khoản tiền tiết kiệm để bù lỗ. Có lẽ bạn nên tính toán lại xem con đường mình chọn có thực sự phù hợp với bản thân không. Bên cạnh đó, việc chi tiêu mua sắm cũng không thể xem nhẹ. Thời gian gần đây dường như bạn đang bị mất kiểm soát về khả năng quản lý tài chính của mình nên dễ dẫn đến hao hụt tài chính. Hãy mua sắm những món đồ thật sự cần thiết thôi nhé. Thổ sinh kim như vớt vát lại chút điểm sáng cho vận trình hôm nay của những chú trâu nhờ chuyện tình cảm vẫn đang tiến triển hết sức êm đềm. Hai vợ chồng luôn tin tưởng và sẻ chia với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, nhờ vậy gia đình luôn hòa thuận và êm ấm. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tài lộc có điểm báo thất thoát, hao tài tốn của. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc chẳng thu lại được là bao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nên xác định lại con đường đã chọn xem có thực sự phù hợp không. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, cần quản lý tài chính, chi tiêu mua sắm khoa học hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tình cảm êm đềm, gia đình hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 80, số 02, số 57. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới, đường công việc của người tuổi Dần có thiên tài chiếu mệnh, nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn. Nếu cảm thấy dạo gần đây lương thưởng bị chậm, thì hôm nay sẽ có tin vui. Nhiều bạn tuổi Mậu Dần, Bính Dần có thể mua một tờ vé số để thử vận may trong ngày của mình đến đâu. Xem tử vi hàng ngày thấy vận tình cảm của tuổi Dần lâm tương xung nên dễ xảy ra cãi cọ, giận hờn, ức chế. Nhân duyên khác giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc nên dễ để tuột mất. Thi thoảng bạn cũng nóng tính hay nổi nóng với người thân khiến mọi người xa lánh. Chuyện tiền bạc cũng hung hiểm vì lâm cục diện kim mộc tương khắc. Con giáp này đi đâu cũng nên cất ví tiền, khóa xe cẩn thận kẻo bị kẻ gian lấy mất. Ra ngoài nhớ khóa cửa kỹ càng phòng sơ hở kẻo bị lấy mất đồ đạc trong nhà. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cẩn thận với bạn bè mới quen. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, không phải ai cũng có ý tốt với bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, có người bằng mặt với bạn nhưng không bằng lòng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, công việc, học tập không được như ý muốn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, bực bội không giải quyết được chuyện gì cả. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 21, số 73. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xám. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay được chính tài tương trợ, nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến lương thưởng, chức quyền.
Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cho công việc chính của mình thì việc sẽ không phụ lòng bạn. Người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ phải chịu thiệt. Tuy nhiên ngược lại đường tình cảm không được như ý muốn vì kim mộc tương khắc. Bạn sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực vô hình trên đôi vai của mình. Nếu không cải thiện tính cực đoan thì có thể sẽ khiến những người bên cạnh đều buồn khổ theo, bản thân cũng không vui vẻ gì. Cảnh báo Mão phải đề phòng họa mất tiền trong ngày hôm nay đến mức chẳng còn một xu dính túi. Có thể vì bạn cả tin nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà dâng hết tiền cho kẻ xấu. Hãy cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo để không mắc bẫy của những kẻ xấu xa. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn sẽ hạnh phúc nhưng không phải trong ngày này. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, bề ngoài êm ấm chưa chắc đã thực sự hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, bị ghen tị là do họ không bằng bạn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, lương hưu không có biến động. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chỉ cần sống thật với chính mình là đủ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 07, số 69, số 21. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Thiên ấn nâng đỡ cho vận trình nên công việc của người Thìn trong ngày hôm nay cải thiện hơn hôm qua rất nhiều. Đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuy nhiên đừng thấy may mắn mà tỏ ra kiêu ngạo kẻo lại vướng họa tiểu nhân. Vận tình cảm được tam hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh. Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn nhờ thổ sinh kim. Dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, cứ yêu đời thì đời sẽ yêu bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không phải lúc nào cũng nên nể mặt người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, khó khăn nào rồi cũng sẽ sớm qua thôi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, con đường phía trước lắm trông gai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, sống vui sống khỏe là được, đừng nghĩ nhiều. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 28, số 90. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày mới, công việc của người tuổi Tỵ lâm thiên quan ngáng trở nên nhớ phải tránh xa kiện tụng, pháp luật, chính quyền kẻo rắc rối to. Bạn là người nhanh nhẹn, uy nghiêm, thông minh nhưng đôi khi còn nóng nảy, bộp chộp nên dễ bị gây khó dễ, nhớ phải cẩn thận hết sức. May mắn có lục hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều người tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn, người sống tốt thì sẽ được phước dày. Hiện tại bạn trẻ tuổi này là con giáp ngại yêu đương, chỉ ham kiếm tiền, không ai có thể lừa được bạn. Tuy nhiên đổi lại thì đường tài lộc kém may do cục diện hỏa khắc kim. Vì muốn thể hiện bản thân nên chi tiêu hơi quá đà, nếu tiết chế được điểm này nữa thì không phải lo lắng gì hết, tài chính sẽ được đảm bảo tối đa nhất. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sống tình cảm hay cảm thông cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bản tính hiền lành hay bị nhờ vả. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc,
cẩn thận kẻo lại giúp sai người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không phải lúc nào cũng có thể dùng tiền. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đời không như mơ nhưng vẫn phải mỉm cười. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 22, số 91. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Công việc của tuổi Ngọ trong ngày này khá may mắn nhờ chính quan trợ vận. Những người làm công chức, bầu cử, thi cử, xin việc sẽ gặp vận may bất ngờ, hung hóa cát trong phút chốc. Bạn thay đổi cách làm việc và tư duy khiến công việc phát triển, đến sếp cũng phải khen bạn. Do ngũ hành hỏa khắc kim nên Ngọ dễ bất hòa với người thân hoặc dễ làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì tính cách cương nghị, thẳng thắn của mình. Trong khi mọi người nghĩ rằng bạn không hòa đồng nhưng thực ra là do bạn đang muốn tập trung làm việc hoặc ngại thể hiện cảm xúc mà thôi. Hãy thôi so sánh bản thân với người khác bởi những cái tốt đẹp mà người đời thể hiện ra ngoài chỉ là cái vỏ bọc. Bạn có tiền lương, đủ ăn đủ mặc nhưng lại quá tham vọng, đừng nhìn người ta giàu mà sốt ruột, đôi khi đó chỉ là cái vỏ bọc, còn bên trong chưa chắc đã bằng bạn. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, không nên hùa theo người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, bữa cơm gia đình luôn là niềm hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đi làm thì hòa nhập chứ không hòa tan. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, bạn có thể chia sẻ, nói thật mọi điều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, được nói thật và được sống là chính mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 02, số 27. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, nâu đậm. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, đường sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày này vì có chính ấn chiếu vận nên chỉ có lợi cho những người có chức trách quan trọng trong cơ quan, đang có ý định thi cử, học lên cao. Nhưng tuổi này mà không có tinh thần cầu tiến hay an phận thì rất dễ bị thua kém so với đồng nghiệp. Bản mệnh có cảm giác hôm nay làm gì cũng thoải mái, dễ chịu, các mối quan hệ xung quanh hài hòa do cục diện thổ sinh kim. Đi đâu cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tốt hơn, khi kết thúc công việc gia đình hãy nói lời cảm tới những người đã hỗ trợ mình đấy nhé. Đường tiền bạc của tuổi Mùi khởi sắc hơn mọi ngày, bạn biết tiêu tiền đúng chỗ, không ném tiền cho những việc vô bổ. Đôi khi bạn hối hận vì trong phút giây bốc đồng mà cho người khác vay tiền nhưng đừng lo, khoản tiền đó sẽ sớm quay về với bạn thôi. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, gia đình sắp có chuyện quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, rất mạnh mẽ, giỏi xoay sở mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tính tình hiền lành, hay được khen. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có tin vui sắp đến với bạn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, đường thi cử may mắn, nhớ cầu khấn tổ tiên. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 58, số 72, số 08. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày thứ 7 này có Tỷ Kiên nhập mệnh nên rất chật vật, khốn đốn. Dù có năng lực nhưng đi làm hay bị đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới gây khó dễ, chèn ép, nói xấu. Cùng cảnh đi làm như nhau nhưng không thông cảm, lại còn giở trò làm khổ nhau. Khi không có việc gì làm, hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi chứ đừng ôm việc về nhà. Dạo gần đây người thân hay phàn nàn vì bạn quá tham công tiếc việc, không lo chuyện gia đình, hay chảnh mảng chuyện trong nhà, đừng để công việc ăn mòn cuộc sống của bạn. Tiền bạc ổn định nhờ hai hành kim tương hòa. Con giáp này biết thắt chặt chi tiêu cho những dự định cần tiền sắp tới. Bạn biết cân đối thu chi trong gia đình nên không thể để xảy ra tình trạng rỗng túi. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hay ôm thêm việc vào thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, làm gì cũng phải từ từ, đừng hấp tấp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không phải lúc nào cũng được lòng người khác. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, trong họ hàng sắp có tin vui. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gặp gỡ, nói chuyện với người thân ở xa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 17, số 90. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Ý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Hôm nay người tuổi Dậu lâm kiếp tài án ngữ, bản mệnh cẩn thận đồng nghiệp đều cáng, anh em làm ăn chung nói xấu bạn. Nhưng những lúc như vậy mà còn vẽ thêm việc cho mình là điều không nên. Cứ làm tốt việc của mình là đủ, còn những ai chỉ lo soi mói, chỉ trích bạn thì chẳng bao giờ tiến bộ nổi. Đường tình cảm có tam hội nâng bước nên bản mệnh ăn nói được lòng người, tình duyên nở rộ. Bản mệnh biết cách gây ấn tượng với người khác về những điều mình có, tạo lòng tin để mọi người tin tưởng đi theo và làm việc cho mình nên tin vui tha hồ tới. Tuy đứng ở vị trí có khá nhiều khó khăn và thử thách, nhưng con giáp này luôn tin vào năng lực của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại. Năng lực kiếm tiền của bạn không thua kém bất cứ ai nên cứ tiến lên, làm ăn không cần đợi thời cơ, quan trọng là bạn có muốn hay không. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, sống cuộc đời do mình làm chủ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hôm nay bạn đã vất vả nhiều rồi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy luôn sống nhiệt thành và đừng vội vã quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, người bạn phải quý trọng nhất chính là bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ai tốt với bạn hơn cha mẹ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 23, số 48, số 76. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Thiên ấn chiếu vận giúp những người tuổi Tuất làm bác sĩ, y dược, luật, tôn giáo, dịch vụ có nhiều may mắn vây quanh. Bạn hiểu được tầm quan trọng của những nhiệm vụ mình đang đảm nhiệm nên luôn luôn hết mình, không bao giờ ngại khó khăn. Mặt quan hệ xã giao, tình cảm gia đình có tam hội giúp đỡ, mọi người đều bình an vô sự, tránh được họa lớn. Được người khác thấu hiểu là một việc rất kỳ diệu, là người hiểu chuyện nên Tuất may mắn được mọi người quý mến và tin tưởng, có tiếng nói trong gia đình. Trong ngày được thổ dưỡng kim, phù trợ cho đường tài vận thăng hoa khởi sắc, kiếm tiền thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể lợi dụng thời điểm này để đề xuất với cấp trên về chuyện thăng chức, tăng lương nhé. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, chịu chút oan ức cũng chẳng sao cả. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ,
trong lòng tan nát chỉ có thể ngồi im bất động. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, gặp được nhau đã là cái duyên. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đôi khi trong lòng đã biết kết quả nhưng vẫn cố chấp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 88, số 05. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, hôm nay người tuổi Hợi may mắn được thực thần trợ mệnh, nên công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán thu được rất nhiều lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng sợi lời càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ, nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm. Nhờ cục diện ngũ hành kim sinh thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Hôm nay những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp. Tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn. Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chấp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc. Tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, than vãn là biểu hiện rõ ràng nhất khi bạn bất lực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, sống thế nào cũng được miễn vừa vặn với mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, thất bại không đáng sợ, chỉ cần bạn vẫn có thể đứng dậy. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe không được tốt cho lắm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 24, số 67, số 11. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.